năm về trước anh có quen một người và anh xem người đó là tất cả. Nhưng vì gia đình phải lo cho cha mẹ nên cô ấy phải đi thật xa. Thời gian đưa ra đó chính là 5 năm vì thương vẫn tin anh vẫn đợi. Nhưng chỉ vài tháng thì mọi chuyện đã khác vì cô gái ấy đã nuốt lời. Tại vì anh nghèo không thể lo cho họ nên họ chọn cách mà rời đi. Bắt đầu từ đó anh học cách tự quên và xem bia rượu là chi kỷ. Có khi đêm về anh lại nhớ đến họ chưa vào xem nhật ký chứ không like. Rồi tự thoát ra với cái sự im lặng của chiếc điện thoại dần khóa lại. Kể từ hôm đó anh cũng dần khác đi, anh chẳng muốn nhắn tin hay trò chuyện. Có khi đêm về lại tìm đến men say rồi lại suy nghĩ tự mình điên. Thâu đêm sớm tối cùng với rượu bia anh chỉ muốn quên đi hết tất cả. Nhưng sao thật khó, sau mỗi khi anh say thì anh lại nhớ đến cô ta. Biết là còn thương nhưng mà đành phải xa điều này chứ khi yêu anh đâu muốn. Mọi người họ hỏi sao mày lại như vậy thì anh trả lời là tại buồn. Rồi anh lại tìm với men say tại vì cuộc sống quá mệt mỏi. Từ ngày hôm đó anh cũng dần khác đi, chẳng còn là anh của lúc trước rồi. Mọi người nhìn vào thấy anh như vậy nhưng sao nỗi buồn họ đâu hiểu. Họ chỉ nhìn vào với cái mắt gấp bơ, họ nghĩ thằng này chắc gái nhiều. Nhưng họ đâu biết mỗi khi đêm về cả một tin nhắn cũng không có. Cô đơn sớm tối với cái chiếc điện thoại vẫn là thói quen không thể bỏ. Mọi người nhìn vào thấy anh như vậy nhưng sao nỗi buồn họ đâu hiểu. Họ chỉ nhìn vào với cái mắt gấp bơ, họ nghĩ thằng này chắc gái nhiều. Nhưng họ đâu biết mỗi khi đêm về cả một tin nhắn cũng không có. Cô đơn sớm tối với cái chiếc điện thoại vẫn là thói quen không thể bỏ. Anh dần lạnh lẽo cả tấm lòng này, mặc dù khí trời chưa chuyển vào đông. Bình yên là người anh vẫn đang tìm chứ phần ồn ào thì ai nào mong. Nhạc đến cô ta người từng kể anh một thời thốt ra biết bao tiếng trọng. Chẳng bao lâu dự định hóa không chỉ còn tồn động cơn đau điên lòng. Mang tặng nỗi nhớ mở ra hình dung, đặt một vị trí để dễ tìm thấy. Chợt tỉnh dậy nồng nặc hơi còn lại bị cơn mưa gây nhấn chìm đấy. Cười mông lung khi trời có gió, tiện tay xếp gọn vào con hạt giấy. Vỗ vào tai thanh âm sóng biển nhưng thời khắc này chẳng dạt vào mấy. Cũng dần quen cảm giác một mình trên chiếc xe cũ vào Sài Gòn đêm. Tự cảm nhận là chân thành này thêm một lần nữa lại hao mòn thêm. Đến đèn đỏ anh phải dừng lại nhưng sao trong lòng lại cứ thôi thúc. Nên tiến thẳng để được yên lòng hay là ngày sau hy vọng hạnh phúc. Anh còn trẻ đâu nhận nhiều thứ nhưng chưa được chia một thách hoàn chỉnh. Chỉ mong rằng cuộc sống an yên chứ không phải là ở mức nước nhìn. Phải lo nghĩ nhiều thứ rồi khiến tâm trí này rối bời. Bày tỏ cùng ai à thôi bỏ đi, giờ cùng nâng ly nào thôi ơi. Mọi người nhìn vào thấy anh như vậy nhưng sao nỗi buồn họ đâu hiểu. Họ chỉ nhìn vào với cái mắt gấp bơ, họ nghĩ thằng này chắc gái nhiều. Nhưng họ đâu biết mỗi khi đêm về cả một tin nhắn cũng không có. Cô đơn sớm tối với cái chiếc điện thoại vẫn là thói quen không thể bỏ. Mọi người nhìn vào thấy anh như vậy nhưng sao nỗi buồn họ đâu hiểu. Họ chỉ nhìn vào với cái mắt gấp bơ, họ nghĩ thằng này chắc gái nhiều. Nhưng họ đâu biết mỗi khi đêm về cả một tin nhắn cũng không có. Cô đơn sớm tối với cái chiếc điện thoại vẫn là thói quen không thể bỏ.